Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì mình tiếp tục share cho mấy anh em con game là Hiệp Khách Giang Hồ Vượt Quá nha anh em. Thì cái con này là sẽ con này có tuôn nha anh em. Là Free Tuôn Kim Ngân Bảo nha. Và tuôn Liver. Tuôn Liver luôn nha anh em. Ở đây mình tuôn thử lên được cấp 100 á. Đó, mình cũng đã test rồi, mình tuôn được 200 mấy chục ngàn kim bảo nè. Và level 100 ha. Thì anh em tại vì tuôn nó chỉ cho là tuôn kim bảo với level thôi. Rồi để mà mở tuôn mình hướng dẫn mấy anh em tuôn luôn nha. Mấy anh em thấy ở đây là 218.580 kim bảo ha. À quên nữa. À mấy anh em mà cái con này đặc biệt đó, mấy anh em mà xài mấy dòng Android 8, 9, 10 đó lên á thì mấy anh em phải xài giá lập nha. Thì mấy anh em sẽ xài cái thằng Vmod nha anh em. Nè, mấy anh em thấy không, mình di chuyển Vmod mà. Đó, thì giá lập về Android 5 nha anh em. Để mới trải nghiệm được nha. Nói chung là anh em nào mà cài mà xong mà vô chơi không được á thì anh em phải dùng giá lập Vmod nha. Thì link của phần mềm Vmod mình để trong phần mô tả luôn. Và link hướng dẫn sử dụng phần mềm Vmod mình cũng để trong phần mô tả luôn nha anh em. Thì mấy anh em cứ vào phần mô tả thì mấy anh em sẽ thấy hết à. Tất cả các link mình để trong phần mô tả luôn nha. Rồi bây giờ mình ra mình hướng dẫn mấy anh em tuần nha. Con này là của bạn Công Luân hay Công Luận gì đó, ở cái group Zalo á anh em. Hồi mình để cái link group Zalo của bạn ấy luôn cho anh em vào thảo luận luôn nha. Thì bạn mở con game này nha anh em. Thì ở đây cái bát GM là anh em gõ Luận Luân đẹp trai ha. Nói chung không có dấu mình. Anh em vào cái group Zalo của bạn Luân này là anh em lấy link luôn nha. Lấy link game liên tu luôn nha anh em. Đó, anh em gõ cái bát là Luân đẹp trai ha. Ở dưới này là gõ tên nhân vật nha anh em. Phân biệt chữ qua thường nha. Của mình là không có ca. Anh em gõ tên nhân vật xong anh em nhấn vào nút kiểm tra nha. Sai gì đây. Sai mã ghi em. Mình gõ lại nha. Luân đẹp trai kiểm tra đó thì nó đã chấp nhận nha anh em. Thì ở phần phần mua này á, thì anh em mua Kim Ngân Bảo nè, anh em mua gói 3 triệu nè đó, anh em cứ việc mua đồng ý đó, vậy là ok nha. Thì mấy anh em mua đủ xài thôi nha, hết mua nữa ha. Rồi hôm nay nó có mấy cái gói nhiệt huyết thẻ nè, để bao nè, thì nó có nhiêu đây đó, anh em cứ tuôn hết đi. Thẻ chi tôn rồi ha. Đó. Ở dưới phần dưới này là đẳng cấp nè anh em. Thì anh em gõ vô cấp 100 á, nãy mình thử 100 á thì mình quýnh thử 110 coi nó ra không nha. Đó, nó báo vậy để mình vô mình coi, mình test luôn ha. Rồi mình vào lại game nha anh em. Nói chung anh em xài cái phần giả lập Vmod á thì mấy anh em tuôn là game vẫn chạy bình thường nha anh em. Đó, bây giờ nó lên 236 nè. Hồi nãy là mình có 218 ha, giờ lên 236 ngàn kim bảo đó. Để mình xem cái cách đi. Vậy là nó vậy là tôi được có cấp 100 nha anh em. Đó, anh em có cấp 100 ha. Nói chung con này vượt quá chạy cũng ok lắm anh em. Mượt mà luôn. Còn vấn đề vật phẩm thì mấy anh em có thể liên hệ trực tiếp với bạn ấy nha. Không biết bạn ấy có bán tuôn vật phẩm hay không mình cũng chưa biết nữa, mình chưa nắm được thông tin nha. Thì mấy anh em cứ liên hệ trực tiếp trong cái group Zalo của bạn ấy nha anh em. Mấy anh em xem clip nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký nha anh em.
Nhớ nha anh em đừng có tiếc chi nha, để mình có động lực mình làm tiếp những cái video tiếp theo nha anh em. Rồi chúc anh em cài đặt thành công và chơi game vui vẻ nha. Rồi mình xin chào các anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé.